chào bé Minh. Cả nhà biết không, mình đã gặp bé Minh này ở công viên Hoàng Nhân Thụ á. Khi mình gặp là mình rất là thích luôn. Thì bé làm ở, mình cũng chả biết đây là, để bé giới thiệu chỗ này. Thì bé có cơm đồ này nọ cho mình á. Thì mình rất là thích. Và nói về sức khỏe mình rất là thích. Bé có đưa cái hình đồ đó bé mập lắm. Mà bây giờ bé như vậy vậy nè, đâu cho con một cái hình của con coi. Con không không để đấy. Con có để đây hả? Rồi không thể ngờ mà bây giờ bé rất là modern mà mignon quá. Thành ra bé ấy con hôm nay đến thăm bé ngay chỗ làm của con ha. Thành ra là muốn hỏi bé Minh đó là chủ con đó là chuyên về cái gì con? Con giới thiệu tên với là nói về cái gì ạ? Chỗ con là về cái gì? Dạ, chăm sóc sức khỏe gì vậy? Chào cả nhà, thì con tên là Minh, năm nay con 36 tuổi. Thì ở đây là một cái câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe chủ động. Mọi người đến sẽ dùng cái bữa sáng lành mạnh cùng nhau. Xong sau đó thì cùng nghe kiến thức dinh dưỡng để mình biết lựa chọn trong cái bữa ăn hàng ngày, chọn những gì mà tốt cho cơ thể và mình hiểu cơ thể cần bao nhiêu. Và ngoài ra thì ở câu lạc bộ thì cũng có sự đồng hành của một huấn luyện viên 1-1 lên một cái gợi ý bữa ăn cá nhân hóa cho mình. Và ngoài ra là có sự đồng hành của rất là nhiều huấn luyện viên và các hội viên ở đây để yêu sức khỏe, yêu dinh dưỡng, hướng tới cái mục tiêu chung là có một cái sức khỏe tốt và biết cách chủ động chăm sóc sức khỏe của mình. Và hiện tại cái mô hình này thì có rất, hay đó, rất là nhiều ở Việt Nam, nó có khoảng 9.000 cái như thế này. Cũng như là những cháu đang ngồi trong đây nè. Xin chị cô vô ngồi nhé. Đây nè cả nhà, hay lắm, cái mô cái này nó đẹp ha, cái cảnh đẹp ghê á đó. Đang uống à, con uống những cái ly này là ly hấp bình lai phải không? Đây thì cái mô hình này đó, thật ra nãy giờ không có nói với em, cô ở bên Mỹ về phải không? Thì khi mà cô ở bên đó thì cô cũng đi vô những cái mà bên đó đó. Thì chiều cuối tuần á, mấy người Mỹ là người Mỹ người ta thích đến cái chỗ ở đây nè, hớp bệt này nè. Thì người ta vô đó rồi người ta sẽ uống những cái ly y chang như vậy nè. Thì trong đó nó có như cô á, là cô mua đó luôn nữa, là một muỗng protein ha, cô giờ cô uống hai muỗng healthy meal. Con biết không? Đó. Bé Minh biết không là bên Mỹ của cô á, là cô thường uống cái mà Nutri Revolution của Hope with Life á. Tức là mỗi sáng là cô chỉ uống là lúc 9 giờ rưỡi là cô đi làm ở hãng Red Time á, là cô uống một cái ly Nutri Revolution á, của Hope with Life nha. Cô sẽ uống một muỗng protein ha, với lại hai muỗng healthy meal nha. Đó thì uống xong rồi cô bỏ thêm dâu nè, chuối nè, nho nè, blueberry rồi đó ha. Rất là tốt, trời, cô uống đó mà cô mạnh, cô làm công nhân bên bển mà cô khỏe dễ sợ luôn á. Thành ra khi cô về đây nghe con nói thì cô rất là vui ở đây ha. Vậy thì cái câu lạc bộ mình á, là nó sẽ bao gồm những cái gì? Con nói về nhà này nè, ở trên lầu thì có spa hả? Những cái kia trên lầu thì có spa, là một số cái giá trị thêm thôi, còn cái chính nó vẫn là một cái câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe chủ động. Thì sẽ chăm sóc như nào? Thì ngoài mỗi người đến sẽ có cái mục tiêu là điều chỉnh cân nặng hoặc là chăm sóc sức khỏe. Thì sẽ được lên một cái gợi ý bữa ăn để cân bằng lại, mình hiểu cơ thể cần gì. Cái mục tiêu đó thì mình cần bao nhiêu calo và mình cần dinh dưỡng bao nhiêu. Hay ha, mà cái đó tất cả đều là free hả con? Dạ không, nó sẽ có một cái khoản là đóng góp cho cái câu lạc bộ. Vậy hả? Dạ. Để mình duy trì về điện nước xung quanh và đúng rồi. Có một cái huấn luyện viên đồng hành cùng với mình. Đúng rồi. Người đó sẽ đồng hành luôn trong suốt cái quá trình á. Thì khi mà cô đi vô á, xin lỗi, khi mà cô bước qua ở tiểu bang Oklahoma đó, thành phố Oklahoma xí gì á, thì lúc cái thời gian đó cô ốm. Cô ốm, cô làm nhiều lắm mà cô không biết cách dinh dưỡng, chứ bên Mỹ thì đồ ăn đồ rất là ngon.
Nhưng mà cô thì lại ăn bánh kem đồ ngọt, mà nhiều loại ngon lắm, xúc xích đồ rất là ngon. Nhưng mà cô ăn cái đó thì thật ra là cô lại không lâu lâu ăn được thôi. Cô ăn món Việt Nam không à. Thì cô ốm, thì là cô muốn một cái gì mà ăn mà mập nhưng mà nó vẫn healthy. Thì cô mới lợi cái chỗ Revolution, Nutrition Revolution mà của Husband Line này nè. Ha. Anh Minh nó nằm trên đường Western anh Minh. Ha, anh Minh. Nằm trên đường Western và cái địa điểm đó là nó lớn, hình như lớn nhất ở Oklahoma đó, nó mấy điểm, 2-3 điểm á, mà những đó đó. Thì cô vô cô gặp, cô gặp hơn lúc cô gặp ngay cái cô manager đó luôn. Trời ơi, cô nhìn cổ cũng thích cái dáng cũng dễ sợ, mà cô nói chuyện rất là mình thì tiếng Mỹ hơi hơi thôi, mà cô nói từ 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 cho mình hiểu, và cô đưa cái hình muốn trải nghiệm. Thì khi cô vô đó là cô thấy cái hình á, mấy người mập thù lù nha, nhưng mà sau đó đó thì á, cái người nó thon lại, trời ơi, nó dòng nào ra dòng đó luôn. Đầu tiên thì bận cái bộ đồ rất là mập, sau đó thì bận bikini. Dạ. À, trời ơi, bikini là mới là mới được chính xác, nó sao là nó thấy rõ vậy. Dạ. Thì cô mới nói là mình biết sao, cô mới nói là hả, cái lúc đó cô mới nói với người ta là hả, bây giờ á mình á, tôi á thì không có mập, tốt nhớ. Ở đó đa phần là những người mập không à, không có người nào mà ốm mà để ấy là mập lên, mà cô là người Việt Nam nữa. Dạ. Ở đó chưa có hình người Việt Nam gì hết á. Mà lại mà mấy người Mỹ cũng không ai hình ốm mà thành mập, người Mỹ thì người ta mập không mà. Thì người ta nói là mới cái cô đó mới tư vấn cho cô là mỗi sáng á, mỗi ngày á là cô sẽ uống ha. Cái đó gọi là một cái gợi ý cá nhân hóa cô vừa. Không, cái thì... đó là chuyên luôn. Yeah. Cái làm vừa training cho cô luôn. Yeah. Cái người đó là cô một cái hệ thống ở đó luôn á. Huấn luyện viên á. Cái manager đó là dưới quyền cái cô đó luôn. Yeah. Cái cô đó là tên gì cô quên rồi ta. Tên gì? Atlay. Nếu những người nào ở Oklahoma mà ở ngang chỗ mà đường Western á, có một cái Revolution á, gần phở OKC á, là biết cái cô, là vô hỏi cô đó là cổ là coi hết luôn chứ không phải là manager đó, là dưới quyền cổ nữa. Hên quá, gặp ngay cái người đó training cho mình. Tức là thời gian đầu á, là cô uống một ngày 2 lần. Ha, buổi sáng á, thì cô uống 1 lần. Mà mỗi lần vậy là thay vì 1 muỗng protein với 2 muỗng Hotmeal thôi, cô uống 2 muỗng protein luôn, 2 muỗng Hotmeal để cho cô có sức. Thấy không? Từ còn cái Hotmeal là giúp cho người ta giảm mà đầy đủ chất, khỏi cần ăn cái gì. Nhưng mà cô phải uống protein đó, từ cô uống. Thì đó, buổi sáng thì lúc 9:15 uống. Rồi cái xế nữa, 2:30 là cô rest time 1 lần nữa là cô uống. Thì sau khi cô uống hả, cô tin không? Trời ơi, 1 tháng thôi, cô tròn trịa người lại đẹp đẽ. Người cân đối luôn, không phải là xề ra là mập đâu. Rất là hay như vậy đó. Thành ra qua cái này mà cô không biết là những cái trà đó đó nó giống cái này là nó đưa về Việt Nam được 15 năm rồi cô. Nhưng mà ở đây người ta bán gì đó thì cô thấy như người Mỹ đó nha, cuối tuần là người ta lên có những cái quầy ba, nó như là một cái kệ cao, như cái quầy ba cái ghế cao, rồi người ta mới ngồi ở đó. Con biết không, ta ngồi ở đó ta uống mà nghe nhạc, ta mở nhạc nghe hay, với lại ta nhìn những cái hình mà ai muốn coi football hay là Scott rồi này nọ là nó có chiếu đó. Bên Mỹ thì thích football lắm. Vừa coi nhìn cái như cầu thủ đồ, những cái hình mà nó về cầu thủ đồ, về thể hình đồ đó, thì người ta rất là thích luôn cái khung cảnh đó. Thầu ngon lắm mà người ta bỏ vô rồi tới test set như con nói là cái set đó, lắc á, đúng không? Dạ. Y như đây nè, đây cũng có đề nè, cô thấy là đây nè. Ha. Đây nè cả nhà. Đây nè, nó cũng giống vậy nhưng mà nó khác cái nè cả nhà ơi. Cũng sắt nè đây. Cái này trà sữa nhiều bạn giới trẻ thích. Trà ở đây là người ta chế ra nữa. Yeah. Một trà thảo mộc cộng một cái steak. Gọi là steak nha. Steak nè. Ơi, chào các em. Cô nha, thì cô nghe cái em Minh này nói á, bữa cô đi Hoàng Văn Thụ, công viên Hoàng Văn Thụ, gặp em này lại chăm sóc sức khỏe, coi cân mình coi làm sao, rồi có nói là đây để cô coi, thì cô thấy cái mô hình đó này nè, giống như cái trà này giống như bên Mỹ vậy đó, từ cô bên Mỹ về, thì cuối tuần á là người Mỹ á, nhưng người Mỹ nha, Việt Nam mình thấy ít,
người Mỹ mà nó ra một cái gọi là như là một cái nơi đó là nó chuyên môn bán là hết bịch lai á, mà protein rồi cái healthy meal á, mà nó làm như là một cái bar nào, là nó chịu bán gì cái đó thôi. Có những cái ghế cao vậy nè, cái này cái bàn này thấp, rồi cái tầng ngồi đó mà bỏ vô cái sinh tố á, nó xay lên, trời ơi, uống mà trời cô ghiền luôn á. Có almond đồ có này nữa, đủ đủ đồ ngon, thật là ngon luôn. Chứ một muỗng protein, hai muỗng healthy meal nè, vô đây nè, mình thấy này hay. Vậy mấy em á là thường uống là đây uống cái này không vậy? Dạ cái này thì như con trải nghiệm 3 năm rồi. 3 năm rồi, thấy cái người đẹp phải không? Dạ. Đó như em này nè, trời cái dáng rất là đẹp luôn. Cô đã xa gần 13 năm rồi. Cô không ngờ cái mô hình mà giống như bên Mỹ nó đã đưa về đây. À, cô không mới ngờ. Thì cái này rất là hay. Cả nhà ơi, mình không ngờ á, tự vì nhờ uống cái này nè, mà uống bao nhiêu năm trời luôn á. Cô uống quá hay luôn. Cái khi cô đã tròn trịa người lên là xong rồi cô tròn trịa xong rồi cô vẫn uống hoài luôn. Không, buổi sáng thì cả nhà nên ăn sáng. Mình nghĩ á, tự vì những người nào ốm kìa, người mập á, thì sáng thì người ta mới nên uống hết bịch lai là một muỗng protein với hai muỗng. Ha, hai muỗng protein, mà một muỗng protein hai muỗng tự người ta mập rồi, người ta chỉ vậy thôi. Nhưng mà lúc đó là mình ốm, mình muốn người mình tròn trịa. Mà nếu mà mình uống kiểu vậy mình vô là không nổi đâu. Thì sáng là bạn có thể ăn bánh mì với lại bên Mỹ thì mình ăn bánh mì lúa mạch đó với peanut đó, đậu phộng, mưa đậu phộng. Ha, mình uống, mình ăn vậy. Xong rồi buổi trưa đó, buổi lúc mà 9 giờ rưỡi mình rest time á, mình sẽ ăn tiếp là một hai muỗng protein luôn của hết bilai ha, với hai muỗng healthy meal. Mình bỏ blueberry nè, mình bỏ táo nè, apple nè ha, mình bỏ nho nè, mình bỏ chuối, nhất là bỏ chuối nha, dâu nữa. Đây cái cảnh rất là đẹp luôn, mà mình ngồi mình uống thưởng thức y như bên Mỹ vậy đó. Cuối tuần á là mình đến đó, mình thấy đa phần là người Mỹ nha, người ta làm nhân viên văn phòng rồi đó, cuối tuần luôn. Mấy người lúc đó mình lợi cái chỗ đó là mình làm gì insurance bảo hiểm á, cuối tuần mình thấy ông chủ bà chủ lại đó luôn. Hai ông chủ bà chủ của đó người Mỹ đến đó để thưởng thức một cái ly như vậy. Một cái ly đó là một là người ta xay, người ta xay ngon lắm. Mình có thể uống almond nè, hoặc là mình uống healthy meal với protein thôi. Một ly vậy là khoảng 8 đồng á, năm 23, 8 đô la. Còn ở đây thì rẻ hơn. Ở đây thì ở đây là giá nè, giá rẻ hơn, nhưng mà mình không biết là cái này á, có phải là cái này là hết bịch lai luôn phải không? Dạ, trên cơ sở đó. Tự vì á, hết bịch lai thì rất là ngấy, nhưng mà thấy có những cháu nãy mình quay á, cháu nó đến đây cũng 3 năm rồi đó. Dáng đẹp mà đã 3 năm rồi thì cái này cũng ok luôn. Đó, cái này đó, tự vì những cái heo thì như vậy đó. Thôi thì con tự nhiên cái địa chỉ con không để đây, giờ con nói địa chỉ đi. Con nói địa chỉ đi con. Địa chỉ ở đây số mấy đọc đi. Địa chỉ thì ý là ai cần thì cứ liên hệ. Thôi, không, con phải ghi địa chỉ đi. Liên hệ 32/28. 32/28. Đặng Văn Ngữ. Phường 10. Quận Phú Nhuận. Nhưng mà có số điện thoại của Minh đi, ai có cần gì thì Minh đi. Rất là dễ thương mà không. Đầu tiên là Minh tư vấn không có phí gì đâu nha. Rồi đó cho mọi người rất là dễ thương. Nhưng mời hai chồng mình thế này. Là 0962234964. Đọc lần nữa đi con. Dạ 0962234964. Tên là đọc tên. Tên là Minh. Đây. Có ai ngờ không? Minh hồi đó mập thù lù luôn. Đứng lên cho cô coi nè, để quay cho mọi người người thật diện thật luôn. Con nhìn bé nè. Trời, tự nó ngại á, nó bận nó dáng nó đẹp lắm. Rồi mặc áo này, áo trong nó đẹp, rất là đẹp luôn. Dáng rất là đẹp. Mà hồi đó mập quá chừng mập luôn. Nhờ theo cái chế độ này phải không? Dạ. Bé Minh tư vấn cho mình thì mình ok cả nhà. Chỉ có mở. Trời, nhờ vậy mình mới biết được cái đó đó. Còn tất cả đều mình là ok hết trơn luôn. Mừng đây, không có tính phí gì hết. Bé kêu mình lên cân, mà trong cái cân đó là nó có mấy cái đó luôn y chang như mình luôn. Trời, rất là hay luôn nè cả nhà, để mình lấy cho cả. Không có tính phí đâu nha, đây cả nhà coi nè,
biết cân nặng rồi có trọng lượng nào, cái mở cơ thể, mở nội tạng riêng nữa phải không con? Dạ đúng rồi. Ha, mở dưới da khác, mở nội tạng nè, nước nè, y chang như mình luôn. Tự nhiên cái lúc đó là mình ở bên Mỹ á, là người ta nói mình á, là hả, cái mỡ máu mình cũng cao nhưng mà chưa có cần phải uống thuốc ha, chỉ qua chị chỉ là tập thể dục exercise nhiều. Về Việt Nam cũng vậy thì rất hay, bé đúng mà bé không có tính phí đầu tiên vậy á. Còn cái người mập ốm thì lúc đó lại có chương trình khác nữa, thì bé Minh sẽ tư vấn ha. Rồi thôi mình chào cả nhà nhé, hẹn gặp cả nhà ở video sau. Chúc cả nhà một ngày bình an tốt lành. Chào đi Minh. Chào, xin chào Minh, chào nè.